Rồi, như vậy chúng ta vẽ xong một số hình rồi. Bây giờ vấn đề kế tiếp là vấn đề copy nha, sao chép. Rồi, bây giờ ví dụ như là thầy sẽ vẽ hình hình tròn đi. Cái hình tròn. Rồi, thầy có hình đầu tiên. Bây giờ thầy sẽ copy nè. Vấn đề kế tiếp là copy. Rồi, vấn đề kế tiếp là copy nè, là sao chép. Thì chúng ta sẽ có là như sau nè. Nhấn Alt cộng chuột trái cộng di chuyển chuột trái nha. Nhấn Alt cộng di chuyển chuột trái nè, đó là copy nha, sao chép nè. Rồi ví dụ như sau nè, thì có hình đường tròn này rồi, thầy muốn copy một cái nữa nha, muốn copy một cái nữa thì thầy nhấn Alt, nhấn Alt thì kéo qua đó, thì copy đó. Rồi ngoài ra thì như sau nè, còn nếu mà ta nhấn Alt những ngang cộng với shift cộng với lại di chuyển chuột trái, thì nếu mà chúng ta kết hợp thêm shift nữa đó thì nó sẽ sao chép mà thẳng hàng á, sao chép theo đường thẳng. Nè, shift cộng chuột trái là sao chép theo đường thẳng. Ví dụ như sau nè, ví dụ cái này thì copy xuống dưới nha. Đó, nếu chúng ta nhấn Alt không á thì chúng ta vẫn có thể copy được, nhưng mà copy theo cái hướng khác á, nó chạy lên chạy xuống. Còn nếu ta nhấn Alt mà Shift nữa đó thì bắt buộc là nó theo đường thẳng thôi, vừa Alt vừa Shift nha, bắt buộc theo đường thẳng thôi thì nó khỏi lệch tâm so với cái gốc á, cái ban đầu á nha, chúng ta nhớ như vậy nha. Nếu mà nhấn Alt không á là copy lên trên, là copy hướng nào cũng được, nó theo một cái vị trí khác. Còn A mà ship á, là thẳng hàng nữa, vừa copy vừa thẳng hàng luôn nha, đó là vấn đề copy như vậy. Ngoài ra chúng ta có một copy nữa, đó là Ctrl C, chúng ta chọn hình này nè, Ctrl C là copy nè, Ctrl V là dán là cũng được, dán nó cũng được, là nó dán theo vị trí bất kỳ, Ctrl C Ctrl V à. À. Ctrl C nha, xong rồi Ctrl V thì nó dán ở một vị trí khác đó. Edit copy. Edit copy là Ctrl C là copy nè. Còn Ctrl V là pass vô là nó dán ở vị trí khác. Ngoài ra nó có một cái là Ctrl F nữa. Ctrl F nữa là pass in front, dán tại chỗ. Dán tại chỗ như là ở phía trước. Là phía trước ví dụ hình này. Hình này nghe ví dụ hình này nè. Ctrl C là copy nè. Rồi Ctrl F. Ctrl F là nó cũng dán, nó dán ở phía trên đối tượng nó luôn. Nó chồng ở đây nè. Chúng ta phải lôi ra thì mới thấy. Đó, ví dụ nữa nè. Ctrl C, Ctrl F lôi ra thì mới thấy. Đó vậy đó nha. Rồi như vậy chúng ta có sao chép là như trên nha. Ngoài ra là chúng ta có là pass bình thường. Pass bình thường là Ctrl V. Ctrl V. Còn copy là Ctrl C nha, pass Ctrl V. Ngoài ra nó có là pass in front là control FF đó. Như vậy là control C là copy, control V là dán, nhưng dán ở vị trí khác. Còn control F á, là dán phía trước á. Đó. Còn copy ở trên á, là copy nhanh á, nhưng Alt di chuyển là copy nhanh á. Đó. Đó là các thao tác và sao chép. Rồi xin